chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Nhân Vật Sài Gòn và Du Lịch. Hôm nay mình vô tình đi qua đường bên trái này, mình phát hiện ở đây có heo sứa quay ngay lề đường luôn này cả nhà. Đó, đây là quán của người Hoa này. Đó, đây là nguyên một cái xe này. Đó, trong cái này là biết là nhà hàng thì gần kế bên luôn này. Đó là có chuyên quay heo sứa này. Đó, lướng mọi mà chỉ có quay bằng tay này. Đó, thấy kỳ lạ này. Vô đây mình quay cho cô chú anh chị và các bạn khám phá xem cái heo quay này có cái gì hấp dẫn không. Chào em nhá. Đây là em là ngồi là quay heo này, đó, quay bằng tay này. Mình cứ ngồi đây mình quay heo là quay suốt này cho heo chín luôn á. À, nó phải sử dụng cái tay mình suốt á. Nó không có xài máy gì à. Thấy heo quay này hấp dẫn nhỉ. Mình quay lướng bằng than á. Thứ này mình quay heo này có ướp gia vị gì không em? Ra bây giờ mình quay sát con heo cho cả nhà cùng xem này. Ở đây con heo này. Và thấy em quay chậm lại thử cho nó ngửa con heo này. Ờ đó. Đó. Gia vị ướp ở trong cả nhà. Như mình quay con heo này khoảng bao nhiêu phút là xong một con? 30 phút à, ngồi quay tay 30 phút một con. Thấy nhìn lạ lạ, mình vô mình quay cả nhà. Đó, đây này, thấy con heo này là mới quay xong này. Đó, mới lướng mọi xong quay đó. Đó, đây vừa ra lò xong này. Mình quay sát này cho cô chú anh chị và các bạn xem này. Tí mình sẽ hỏi cái giá cả xem bao nhiêu tiền một con á. Đó, con heo này bé xíu luôn này. Đúng là heo sứa luôn này. Thấy lạ không? Nhìn rất đẹp, vàng, da vàng này, quay tay nó vàng này. Còn đây là con heo này là chưa quay này. Đây nguyên con heo là trong bụng nó bổ sạch ra làm sạch rồi này. Có ướp gia vị gì đó. Và nhìn thấy lạ lạ rồi. Trực tiếp là thấy là làm heo luôn tại vỉa hè Sài Gòn luôn đó cả nhà. Đây là cái tủ của quán này. Rồi mình ra mình hỏi xem giá cả với là sao ở đây bán sao á. Em cho anh hỏi là heo mình ở đây là bán một con này là bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ 1.650.000. À 1.650.000 con heo mình đang quay này. Dạ. Như mình ở đây là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ á? Dạ khoảng từ 8 giờ sáng. 8 sáng đến 10 giờ tối. 8 giờ sáng đến 22 giờ tối cả nhà. Là một con heo này là ra sản phẩm như này là 1.650.000 này. Đó. Quán này ở đây mình lâu chưa em? Mở lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? À quán là mở 30 năm ở Sài Gòn đấy. Chỉ có quay tay này thôi, ngồi quay suốt này đó. À, độc lạ nhỉ. Thấy ở Sài Gòn này hiếm có đấy. Chắc không có tiệm nào luôn á. Duy nhất ở đây có một tiệm này nay mình đi qua trước giờ đi quay đồ ăn là trước khi nào thấy á. Đó cứ ngồi quay thế này này cả nhà. À đây có lướng cái gì nữa đây em? Sườn heo à? À đây có cả sườn heo mình bán này, bán cho khách mang về luôn á. Cái sườn heo này mình bán là bao nhiêu tiền một ký á? À bán phần à? Như phần 100-200 này bán được 100 mấy là từng này đó. Đây có hơn 100.000 mà từng này 3 miếng sườn heo đang nướng này cả nhà. Mình ngồi đây mình quay xem con heo này chín 30 phút à? 30 phút hơi lâu không nhỉ? Em quay heo suốt ngồi quay này không mỏi tay à? Như một ngày mình quay khoảng bao nhiêu con? Dạ, ngày quay chừng ba mấy con. 30-40 con rồi à? À, cái này chắc là đặt hàng đúng không? Đâu có đến mua mấy là đặt gọi điện hay gì chắc lâu lắm rồi nhỉ? Đó đây là cái tủ bên kia đó, có cả vịt quay gà lướng này. Quán là chắc là của người gốc Hoa này. Nhìn thấy con heo đang vàng lên đó, thấy hấp dẫn quá. À,
cái tay này, cái tay quay quay này phải kỹ thuật này cả nhà. Đó, cứ luồn tay suốt này. Rồi cây nó quay đều quá, con heo nó chín là từ những miếng than lắm hổi lên á, nó chín đều quá. Đó, thế nó vàng rồi. Ờ, nhìn con heo này. 1.650.000 đó. Ở đây là địa chỉ mình ở đây là bao nhiêu nhỉ? Dạ, 648. Bao nhiêu? 648. 648 à? Ở đây là 648 đường Nguyễn Trãi á. Phường mấy ạ? À, phường 11, quận 5 á, cả nhà. Ai dù có muốn mua heo sứa ấy, hay heo mọi này để cúng hay ăn thì cứ đến đây mua nhé. Khách đến mua heo hay mua vịt gà. Mình ra đây mình quay. Khách mua heo hay mua vịt đấy em? Dạ, khách lấy đấy. À, đến lấy ạ. À? Đây lấy con heo này cho khách rồi. Khách chờ mua nguyên con heo này. Không có chặt à anh? Có chặt không em? Không chặt. Khách không chặt. Khách chờ mua ở ngoài đó. Thì luôn. Đây có số điện thoại có tên heo sứ quay này. Hai lúa rồi. Quên. À, cái này khách cũng đặt luôn à? Cái này là của thịt à. À. Thấy thơm quá, sườn nữa. Thế nó nhanh vàng nhỉ, xíu rồi đã vàng rồi đó, mới có chưa được 10 phút đã vàng luôn rồi. Ở đây mình quay cái đường này, đường Nguyễn Trãi này. Ngay góc ngã tư mấy đường Tân Đà này cả nhà. Quán là nằm bên đây này. Ngồi cứ quay suốt như vậy luôn á. Xong mấy con heo là rất cầu kỳ luôn. Thấy hấp dẫn quá. Ủa, con heo bốc mùi lên ở đây đứng thơm thơm lừng luôn á cả nhà. Quay kiểu này chắc ăn ngon lắm này. Quay mấy cái than này như kiểu mình nướng luôn á. Nướng mọi đó. Em làm đây lâu chưa? Dạ, em làm mấy 3 năm mấy. 3 năm mấy rồi, ở đây rồi. Là mình quê chắc cùng có gia đình anh em thì ở trong quán này không? Thường thường gia đình anh em thì làm ở lâu rồi. Hả? Cũng làm chút ít luôn. À. Tí quay cả con kia nữa, nướng ở con kia nữa. Còn một con ở đó nữa. Ở đây khách có mua chặt nhiều không? Hay thường mua nguyên con? Dạ, là khách mua nguyên con. À, khách mua nguyên con không ạ?
Mà dù có mình em đứng lên lướng suốt rồi ra, quay suốt rồi ra. Thấy là quay một con heo rất lâu rồi. Khó hơn lấy vợ. Rồi quay cả 30 phút xong con heo. Vàng lên này, càng ngày nó càng vàng. Cái khói nó bay ở đây mình đứng là thơm lắm cả nhà. Cái này dụng như ai là người chế biến cái này, em luôn à hay ai? Dạ, hay đầu bếp? À bếp trưởng. À, con heo mà sắp chín rồi đó cả nhà. À, sau đây mình cũng xin kết thúc video quay quán heo sứa nướng ngoại này, độc lạ Sài Gòn, chắc duy nhất chỉ có một quán là nướng ở vỉa hè Sài Gòn này, chỉ quay bằng tay thôi nhé. Đó, quay như này này. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ những video mới của mình nhé.